Chiều ngày 23 tháng 6, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 của thành phố, chủ trì hội nghị trực tuyến nghe các quận huyện báo cáo về tiến độ thực hiện đề án 06 về kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID. Dự hội nghị tại điểm cầu quận Kiến An có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, trưởng ban chỉ đạo thực hiện đề án 06 của quận với sự tập trung cao của hệ thống chính trị toàn thành phố, kết quả thực hiện đề án 06 về kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn thành phố có chuyển biến rõ rệt. Tính chung toàn thành phố đến ngày 22 tháng 6 đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 64,95% chỉ tiêu được giao. Riêng trong 7 ngày, từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6, tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử của thành phố tăng 25,01%, nâng 18 bậc trên bảng xếp hạng toàn quốc huyện Cát Hải và huyện Kiến Thụy đã hoàn thành vượt chỉ tiêu. Quận Đồ Sơn vẫn là địa phương đạt kết quả thấp nhất 46,43%. Một số địa phương kết quả có chuyển biến rõ nét gồm quận Kiến An, huyện An Dương, quận Hải An, huyện An Não. Các địa phương kết quả thực hiện còn chậm là huyện Thủy Nguyên và các quận Lê Trân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Đồ Sơn. Với quyết tâm cao, quận Kiến An đứng thứ năm toàn thành phố về kết quả kích hoạt tài khoản định danh điện tử tăng 4 bậc và tăng 40,48% so với 7 ngày trước đó. Quận Kiến An phấn đấu ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành chỉ tiêu. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương đã quyết liệt vào cuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các địa phương chưa hoàn thành có tỷ lệ thấp cần phải quyết liệt vào cuộc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên ban thường vụ quận ủy huyện ủy công an phụ trách các địa phương tăng cường kiểm tra đôn đốc huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể lực lượng sinh viên giáo viên cùng với đó thực hiện phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà bố trí hợp lý nhân lực tại các điểm tiếp nhận tăng cường làm việc ngoài giờ với những cá nhân chưa có sim điện thoại thì các địa phương vận động xã hội hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản Công an thành phố bố trí cán bộ đến các doanh nghiệp thực hiện cài đặt kích hoạt tài khoản định danh cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, tăng cường hướng dẫn kiểm tra tại các xã, phường, thị trấn, thôn xóm, tổ dân phố. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các cơ quan báo chí thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của các địa phương góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.